Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình VLAN, trunking và DHCP server trên giao diện dòng lệnh của các dòng switch MyPool. Mình sẽ lấy một mô hình đơn giản gồm hai switch MyPool để demo. Trong thực tế các bạn có nhiều switch nhiều VLAN hơn thì nó cũng chỉ như vậy thôi. Link nối giữa các switch thì các bạn cứ cấu hình trunk, còn link nối xuống end device thì các bạn cấu hình access thôi trong mô hình này thì switch core sẽ nối lên router bằng link layer 3 mình sẽ đặt ip trên interface g0.1 khi đó thì gateway của các vlan mình sẽ đặt trên switch core này trong trường hợp gateway đặt trên router thì các bạn chỉ cần cấu hình cổng g0.1 thành trunking như cổng g0.2 là được link là layer 3 nên mình sẽ cần cấu hình một default root trỏ lên router cho hai vlan bên dưới ra internet trên switch core mình sẽ tạo hai vlan VLAN 10 dùng cho nhân viên, còn VLAN 11 dùng cho camera. DHCP và Gateway mình cũng cấu hình trên switch core luôn. Switch access bên dưới thì chúng ta chỉ cần tạo VLAN, cấu hình các cổng access và trunking là được. Cổng G0-1 là cổng trang. Cổng G0-2 đến 12 sẽ access VLAN 10, còn cổng G0-13 đến 24 sẽ access VLAN 11. Mình sẽ cấu hình switch core trước trên switch core thì mình cần tạo hai VLAN 10 và 11. Các bạn vào mode config global. Tạo VLAN bằng lệnh VLAN 10. Đặt tên cho VLAN. Tương tự VLAN 11. Tiếp theo mình sẽ cấu hình IP cho hai interface VLAN này để làm gateway. Mình sẽ dùng IP.1 các bạn vào Interface VLAN 10, No Shutdown và đặt IP cho VLAN này. Tương tự cho VLAN 11. Để kiểm tra thì các bạn có thể sử dụng lệnh show ip interface brief. Hiện tại cả hai VLAN đều down do hai VLAN chưa có interface member nào, chỉ có VLAN 1 là VLAN mình đang dùng để quản trị switch. Các phần thiết lập ban đầu như IP quản trị, tài khoản, bật các dịch vụ Telnet SSH thì mình đã cấu hình rồi. Các bạn có thể tham khảo trên Youtube channel của Sensitive Shop nhé. Mình đã có video hướng dẫn rất là chi tiết rồi. Mình sẽ cấu hình cổng G0-2 là cổng Trunking và Allow 2 VLAN 10 và 11. Cổng trên Switch My Pool sẽ ký hiệu là G0-X. Các bạn vào Interface G0-2. Cấu hình cổng sang bằng lệnh Switchport Mode Trunk cho hai VLAN 10 và 11 bằng lệnh switchport trunk allow vlan 10.11 bây giờ các bạn sâu lại thì hai VLAN sẽ ở trạng thái up tiếp theo mình sẽ cấu hình hai DHCP pool cho hai VLAN này lệnh sẽ là ip dhcp pool cộng với pool name mình sẽ đặt là VLAN 10 trừ pool Trong DHCP thì có rất là nhiều option, nhưng tối thiểu các bạn cần phải cấu hình 3 thông số để client có thể truy cập được ra mạng ngoài. Đầu tiên là Network. VLAN 10 Network sẽ là 192.168.0.0. Phía sau các bạn nhập thông số subnet mask. Trên Switch My thì các bạn có thể nhập 24 hoặc là 255.255.255.0 đều được. Tiếp theo là Default Route. Trong mô hình của mình thì default root là IP trên VLAN 10. Cuối cùng là DNS server. Mình sẽ đặt 8.8.8.8 và 8.8.4.4. Tương tự với VLAN 11, mình sẽ copy ra Notepad và dán vào. DHCP mình chỉ để cấp từ IP.10, do vậy mình sẽ cần loại bỏ các IP từ 1 đến 9 ra khỏi DHCP pool. Các bạn quay lại mode global, lệnh sẽ là ip dhcp excluded address, sau đó nhập IP bắt đầu và kết thúc của dải IP mà các bạn muốn loại trừ là được. Như vậy là phần xuống lan đã xong. Cổng G0/1 sẽ là cổng Layer 3 kết nối lên router. Các bạn vào interface G0/1. Chuyển cổng G0/1 sang Layer 3 bằng lệnh no switchport. Sau đó đặt IP cho cổng này, IP sẽ là 10.0.0.2. Để hai VLAN có thể ra được internet thì chúng ta sẽ cần cấu hình một default route trỏ tới IP 10.0.0.1 của router. Lệnh sẽ là ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1. Ok, như vậy là chúng ta đã cấu hình xong switch core. Trên switch access thì mình cũng cần tạo hai VLAN 10 và 11. Switch access thì các bạn không cần đặt IP trên interface VLAN cũng được. Thông thường nếu muốn quản trị switch bằng IP thì các bạn sẽ có các VLAN quản trị riêng. Mình thì đang dùng VLAN 1 làm VLAN quản trị nên là các VLAN khác mình sẽ không cần IP nữa. Cổng G0-1 sẽ là cổng trang. Cấu hình trang kinh thì vẫn tương tự như trên switch core. cổng G0 sực 2 đến 12 sẽ là cổng access VLAN 10. Trên MyPool để cấu hình nhiều interface cùng một lúc thì cú pháp sẽ là interface G0 sực 2 trừ 0 sực 12 là được. Lệnh thì vẫn là switchport Mode Access. switchport Access VLAN 10. Tương tự với VLAN 11. Chỉ đơn giản như vậy thôi là chúng ta đã cấu hình xong mô hình theo yêu cầu rồi. Ok, như vậy là chắc các bạn đã có thể tự cấu hình các viên lam theo mô hình của mình rồi. Nếu các bạn có yêu cầu hướng dẫn cấu hình tính năng nào, hãy để lại comment nhé. CNTT Shop sẽ làm video trong thời gian sớm nhất có thể. Hãy like, share cũng như là subscribe để nhận các video mới nhất từ CNTT Shop bạn nhé.